Ủa thì làm sao mà bắt được ăn đâu rồi? Yếu thế thì không bắt ăn đâu. Mọi người đâu hết rồi. Ông nhìn thấy đằng xa xa thì có một cánh cổng không? Bây giờ chúng ta phải tìm cách để gỡ cái thanh chắn ở cánh cổng đấy thì chúng ta sẽ thoát được nhé. Ủa là bây giờ mình sẽ mở hết cái nhà này để kiếm đồ này. Đây cần chìa khóa một thanh dương nhưng mà chưa thấy đâu. Bên này, ốp bên này mở được không nè? Ốp có cái gì kìa? Tôi biết là một cái chìa khóa đỏ. Mình sẽ lấy chìa khóa trước khi lấy tôi biết à? Anh cũng không biết nữa. Để xem sao mình cái nhà kia nó cần chìa khóa màu gì nhá. Đâu có táo đâu. Bạn chưa mở cái gì? Bạn chưa mở kìa. Ôi, trong đây nó còn tàu luôn kìa. Ui, mình có chìa này. Đây là cần chìa xanh ngăn nước thì ăn xanh lắp đây và một tí. Không có rồi, phải tìm chỗ nào đây. Đây ạ.